Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 66 Sông Nước bên mình nha. Mình rất vui vì các bạn luôn theo dõi các video mới nhất và sớm nhất của bên mình. Hôm nay mình và gia đình mình cùng với hội anh em Trung Nhi ở Đồng Tháp tiếp tục trao tay những phần rau củ ý nghĩa từ vựa rau củ Tiến Thùy của chị Bích Thùy Trần đã hỗ trợ cho bà con trong cái khu vực Chùa Phước Huệ những cái lúc đại dịch khó khăn như thế này. Dù trời mưa gió hay muộn đến đâu á, thì hội anh em Trung Nhi vẫn luôn hết mình gửi rau củ đến tận nhà mình để tiếp phân phát cho bà con quanh khu vực Chùa Phước Huệ. Gia đình mình thay mặt cho bà con quanh khu vực Chùa Phước Huệ gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân luôn hỗ trợ trong cái lúc đại dịch khó khăn. Những gói hỗ trợ từ các mạnh thường quân gửi cho gia đình mình để trao cho bà con thường là những cái gói rau củ miễn phí, những cái gói rau củ không đồng. Nó mang lại một cái ý nghĩa tinh thần cho bà con để vượt qua được cái đại dịch này, để hạn chế đi được những cái tiêu cực trong cuộc sống lúc này của họ, và cũng đem lại cho họ những cái điều tốt đẹp hơn. Thì từ ngày 1 tới tháng 10 á, hầu như ở đâu cũng đang nhìn thấy tổng cái việc giãn cách xã hội xuống còn chỉ thị số 15 thôi. Cho nên người dân ở tỉnh đang bị mắc kẹt ở Sài Gòn, mà nếu đủ điều kiện là mình tiêm vaccine 2 mũi trong vòng ít nhất 14 ngày tự khỏi bệnh với Covid, thì lần này sẽ là có cơ hội cho các bạn được về quê hương của mình đó, về nơi mình sinh ra. Nhưng mà các bạn cũng đừng gấp quá nha, hãy tuân thủ theo cái quy định của bên Bộ Y tế nè, của các chú công an để được hỗ trợ về quê một cách tốt nhất và an toàn nhất để đảm bảo cái việc phòng chống dịch ở địa phương, ở quê hương của mình luôn nha các bạn. Bà con nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì từ ngày 1 tới tháng 10 á, người ta không còn sử dụng cái tờ giấy đi đường nữa, mà người ta sử dụng qua cái mã QR trên ứng dụng VNet và ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh. Các bạn nhập vô thì nó sẽ hiện ra cái lịch sử tiêm vaccine của các bạn. Trong cái trường hợp mà không có mã QR xuất trình giấy tờ thì F0 đã khỏi bệnh là tại dưới 6 tháng, 180 ngày. Đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm và được cơ quan chức năng yêu cầu thì mới được đi. Thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ người ta cho hoạt động một số chợ truyền thống nè, siêu thị, cắt tóc gội đầu ở Sở Y tế, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao rồi, hoạt động đầy đủ hết rồi, gần như đầy đủ. Còn những ngành như ẩm thực, giải trí này kia, ba vũ trường hay là nhà hàng karaoke này kia thì mấy cái lĩnh vực đó chắc là tạm thời, chắc chưa đâu, chắc phải qua năm. Nên các bà con cứ từ từ, đừng thấy người ta mở cửa quá là các bà con cảm thấy vui quá, là đi tới lui nhiều quá là dịch vô nhiều thì nó càng ảnh hưởng nhiều hơn. Nếu như mà các bạn còn có khả năng thì các bạn ở nhà thêm một thời gian nữa nó sẽ chắc chắn hơn, tính mạng nó quan trọng hơn tiền bạc nhiều luôn đó các bạn. Mình thì ở cái khu vực vùng xanh của thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, thì hiện tại thì cũng đã những cái chốt phong tỏa nó cũng đã thông với nhau hết rồi đó. Thì mình muốn đi cũng như thành phố vậy đó, phải có giấy test nè, giấy tiêm vaccine, có mã QR màu xanh nó hiện xanh lên, rồi đủ giấy tờ thì mình đi thoải mái. Nhưng mà mình cũng chưa muốn đi nữa, tại vì nếu như mà đi bây giờ á thì khi nó ảnh hưởng còn dữ hơn nữa, nó sẽ nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Nên mình cũng có lời khuyên cho các bạn là nếu như các bạn còn có khả năng thì các bạn mang nó đi ra đường lúc này nha. Nó cũng còn rất là nguy hiểm các bạn, dịch này nó rất là nguy hiểm. Khi nào mà thật sự cần thiết luôn á thì các bạn hãy đi ra đường, như vậy nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Để không thôi là nó tùm lum luôn, là mệt hơn nữa đó nha các bạn. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, các vựa rau củ đã luôn luôn sát cánh bên bà con trong cái mùa đại dịch khó khăn như thế này. Bao giờ người ta mới nói là người Việt Nam ở đất Việt Nam là một nơi đáng sống nhất ở trên trái đất này. Tình người nó luôn đứng đầu và những cái vòng tay nhân ái luôn sát cánh bên các bạn trong những lúc khó khăn. Trong những lúc như thế này á, những nước khác chưa chắc họ khó được như mình, nhưng mà Việt Nam mình thì họ là chung một vòng tay, một vòng tay lớn, một vòng tay nhân ái. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi tất cả các video bên kênh 66 Sông Nước bên mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, những video chia sẻ có ích về cuộc sống.
Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.